Trong sâu tạp kỹ Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta, Lâm Tâm Như đã tiết lộ con gái rất giống tính cách Hoắc Kiến Hoa và thừa nhận không muốn con bước chân vào làng giải trí. Theo đó, nữ diễn viên cho biết sau quá trình phát triển ra thị trường lớn bên ngoài, vài năm gần đây cô trở về Đài Loan để tập trung cho việc trở thành nhà sản xuất phim. Lý do lớn nhất khiến cô đưa ra quyết định này là một lần ngắm mẹ thật lâu, cô nhận ra tóc bà đã bạc đi rất nhiều. Tôi làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tôi quên rằng sự kết nối mới là điều quan trọng nhất, Lâm Tâm Như chia sẻ. Con gái cá heo nhỏ của Lâm Tâm Như năm nay 6 tuổi, cô và chồng giấu kín mặt con. Gần đây, một tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh gia đình cô khiến Lâm Tâm Như tức giận vì cô cần được tôn trọng sự riêng tư. Cuộc phỏng vấn này là lần hiếm hoi Lâm Tâm Như nói về con. Theo lời kể của Lâm Tâm Như, chính Hoắc Kiến Hoa là người đưa con gái đến trường. Bởi sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa ít khi đóng phim, cả hai cũng đã thỏa thuận chỉ có một người đi làm. Nên trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, nam diễn viên quyết định gác lại công việc để dành nhiều thời gian cho con gái. Lâm Tâm Như cho biết, cái heo nhỏ rất giống bố Hoắc Kiến Hoa về độ quyến rũ và tính cách. Hơn nữa, cô cũng không muốn con gái bước chân vào làng giải trí bởi nữ diễn viên lo lắng cô bé sẽ bị những anh hùng bàn phím bắt nạt trên mạng. Để trở thành một ngôi sao, phải chịu đựng một số người và những điều mà người bình thường không thể trải qua. Bố mẹ đều là ngôi sao lớn, cái heo nhỏ tham gia ngành này là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn cảm thấy ngành này quá căng thẳng, cạnh tranh khốc liệt và có quá nhiều tính toán không hợp với con gái nhỏ. Làm sao để không bị ảnh hưởng chút nào nếu con gái tôi phải trải qua điều tương tự? Lâm Tâm Như nói, diễn viên chỉ mong con gái có một cuộc sống bình thường, thoải mái nhất có thể. Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa xác nhận mối quan hệ vào giữa năm 2016, công bố kết hôn tháng 7 cùng năm. Đám cưới của hai người diễn ra tại đảo Bali ngày 31 tháng 7. Tới tháng 9, diễn viên tiết lộ mang thai, em bé đầu lòng của cặp nghệ sĩ chào đời ngày 6 tháng 1 năm 2017. Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma Cung Mỹ Ảnh, Kinh Thành Nhà số 81, Hiến Thân của Kẻ Tình Nghi X, Đại Hỷ Lâm Môn, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Hoàn Châu Cách Cách. Năm ngoái, cô đóng Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp, Hoa Đăng Sơ Thượng. Gần đây, cô đa phần sống ở Đài Loan. Tết năm ngoái, cô tham gia một tác phẩm của Netflix. Hoắc Kiến Hoa được biết đến là nam diễn viên thực lực bởi những tác phẩm như Kiến Quân Đại Nghiệp, Bao Giờ Trăng Sáng, Cứu Binh Vượt Thời Gian. Cuộc hôn nhân của họ có lẽ là một trong những mối quan hệ kỳ lạ nhất của showbiz hoa ngữ. Hai người được khán giả ghép đôi nhiệt tình thời điểm là bạn thân. Song khi tuyên bố kết hôn, họ nhận lại những lời nghi hoặc từ công chúng. Suốt 7 năm bên nhau, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trải qua nhiều sóng gió bởi bị đồn ly hôn hết lần này đến lần khác. Nói về bà xã hơn mình 3 tuổi, Hoắc Kiến Hoa chia sẻ trong một chương trình truyền hình, tôi là người khá trầm tính, ít nói và từng có thời gian luôn cảm thấy cô đơn. Vợ tôi là người vui vẻ, hoạt bát, luôn cho tôi những năng lượng tích cực. Hai chúng tôi tính cách tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau.